Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong video hôm nay. Thời điểm đang là mùng 5 tháng 4 2023 đấy các bạn. Đó, mùng 5 tháng 4 nhé, lịch âm đang là rằm. Ồ, rằm rồi, rằm tháng 2 sau. Ồ, vải thì đã đậu quả rồi các bạn ạ. Đó, đậu quả, nhìn những cái lớp quả sau này, quả rất là ok rồi các bạn ơi. Đây, vải mình đây. Thì hôm nay mình sẽ cho tiếp tục bón phân nhé. Hôm nay bón phân, vậy bón phân như thế nào? Bởi vì thời điểm quả con thì rất là quan trọng các bạn ạ. Bón để cho nó gọi là kích thích nó lớn ấy, đấy, tăng cường lớn lên thì chắc chắn rồi phải xử lý ngay bây giờ. Đấy, bón thời điểm này là thời điểm thích hợp nhất các bạn ạ. Bón thì tăng cường cái lượng đạm hoặc là kích rễ hoặc là các loại mà phân cao cấp ấy, thì quả nó sẽ lớn đẹp, thì mã nó, quả nó sẽ to, mã nó sẽ đẹp, thì bán sẽ được tiền thôi và dễ bán. Đó, thì các bạn đã bón loại gì rồi? Các bạn cùng chia sẻ comment với mình nhé. Còn mình hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái loại đó là Humic dòng biển của Hà Lan. Giá khoảng 23-24.000 cân đấy các bạn, 24.000 một cân. Hy vọng rằng giá một cân vải chỉ cần, tức là một cân vải và một cân phân là ok thôi. Đó. Đây, mình bón xong thì mai mình sẽ tóm lại là bón xong sẽ quay luôn cái bếp này luôn để tưới luôn này các bạn này. Đó, và dự kiến là mai là có cái không khí lạnh nhé. Mai không khí lạnh thì hy vọng nó mưa thì nó sẽ tan phân tốt hơn. Đó, đây mình thuê công nhân làm suốt ngày hôm nay bón tưới rồi. Mỗi gốc thì nó rơi vào khoảng tầm một cân thôi, bón hay mỗi cây khoảng một cân các bạn nhé. Đó, đây đang rắc, đang tưới rất là, làm rất là ok rồi. Đó, cái phân này thì phân nó rất là dễ tan, do là cái đợt vừa rồi ấy, các bạn biết không, nó bị mưa ồ nồm ẩm này, mốc rất là nhiều, nhưng mình không lau mà không dung này và cũng không phụt được, rất nhiều vườn đã phụt nước để xịt cái này này cho cái hoa được, cho cái mùn nó rơi xuống để cho cây nó sạch này, phun phóng nó dễ này và nó đỡ bị bệnh tật đấy, nhưng mình chưa làm được. Hy vọng rằng mai nó mưa nhé, có mưa có gió thì nó sẽ tan hết được đi những cái đây này. Đấy các bạn nhìn thấy chưa, nhìn nó chùm một đó. Còn những cái cây nào nó ra sạch, tức là nó rung, giống như kiểu mình rung qua rồi ấy, hoặc là mình để nó rụng rồi ấy, thì quả nó đẹp như này các bạn nhìn thấy, ok không? Đó, quá là ok chứ, đúng không? Bây giờ mình mời các bạn sẽ cùng lên ngắm phân nhé, xem nó là phân như thế nào và bao nhiêu nhé. Đây, phân mình xử lý đây. Phân này là toàn bộ là phân hữu cơ hết các bạn ạ. Đó, đây, hữu cơ đây. Đó chính là phân của rong biển các bạn ạ. Đây, rong biển này, để dành cho các loại cây trồng này. Đấy, và kích bắn rễ rất là mạnh luôn, nó kích rễ mạnh. Đó là Humic rong biển các bạn, bón rong biển nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Hàm lượng của nó là có cả vi lượng nữa này, đạm này và các nguyên tố vi lượng nữa. Đạm là 20. Đó, đạm bây giờ thời điểm này là 20 nhá. Rồi, ok luôn. Mình sẽ cho tiếp tục bón để xử lý nhá. Chiều thì đang hoàng hôn rồi, mặt trời rất là đẹp luôn. Các bạn có thấy quê mình có đẹp không? Đấy, cùng ngắm những đồi vải quê mình nhé, những đồi vải ban ngàn luôn. Đấy, vậy thì từ lúc gọi là đậu quả xong này đến lúc mà quả bón phân như thời điểm như thế nào thì ở kinh nghiệm của đội mình ấy, thứ nhất là mình chủ động được nguồn nước, nguồn phân nhé, thì sẽ bón khoảng tầm đôi đến ba lần các bạn ạ, đôi đến ba lần để kích thích quả. Khi quả gần như là vào trắng quả hoặc là quả, tóm lại là quả nó gần gần như cái dạng là nó lớn khoảng tầm bằng ngón tay hơn thế này là gần như đội mình đã dừng rồi các bạn ạ. Đó, nên là bón phân thời điểm này là cái thời điểm thích hợp nhất. Còn những cái vườn mà ở trên đồi cao nhé, ví dụ những cái đồi phía trên, giả sử nhé, giả sử những cái đồi cao hơn hoặc là trong núi phía sau này này mà không chủ động được nguồn nước ấy, thì các bạn cũng đã bón bằng cách vùi rồi để chờ mưa rồi, thì hy vọng là mưa sẽ ok nhé. Đó, còn thì phun phóng thời điểm này thì cũng sẽ phải xử lý là sâu đầu các bạn ạ, sâu đầu. Đó. Đây, hệ thống bón xong thì mình sẽ dùng cái hệ thống tưới này, cái vặn vòi thôi, chỉ cần vặn khóa thôi là nó sẽ tưới hết các vườn, cả vườn cho mình luôn, vừa chống cháy này, vừa chống nóng này và vừa cho tưới nước luôn này. Đó, quả đây, cái lớp này quả lớn không các bạn? Đó, cực kỳ lớn luôn. Đó, cái quả nó ngắn ngắn này thì chỉ lo là nếu nó chín mà nó nắng quá là nó sẽ bị cháy quả nhá. Đấy, một số nó đã dụng sinh lý luôn này các bạn nhìn này, quả nó kém hơn nó dụng xí lý này. Đó, mình dùng này. Đó, ok chưa, rất là ok nhé. Và bây giờ mình sẽ cùng mời các bạn ra xem liều lượng bón thế nào nhé.
Một số vườn thì cũng bảo là năm nay cái lớp sau này nó rụng trơ cuống luôn. Đấy, chỉ không biết là thế nào nhưng mình cũng thấy là cũng như thế thật nhỉ. Còn cái lớp mà nó nghẹn nghẹn hoa thì đương nhiên quả nó sẽ cảm giác ok hơn nhé. Đó, cách chăm sóc thời điểm này thì nó rất là quan trọng. Bởi vì để làm sao thúc quả to thì nó là cái thời điểm giống như mình dùng từ thời điểm vàng để bón phân ấy. Bón phân và xử lý cái loại mà đục quả này các bạn này. Giờ nó có đục quả này và sâu đầu ấy, thì đã phải xử lý luôn các loại sâu và bệnh. Đó. Tiếp tục bón để xử lý nhé. Còn thì bây giờ chuẩn bị tối rồi thì có lẽ là mình cũng dừng tay để mình xử lý cùng với cả anh em công nhân nhé. Không, mình không là không kịp thôi. Về tối là bà chủ là cũng cho mình ra bã luôn đấy các bạn. Và mình sẽ tiếp tục bón. Sau lát mình sẽ mời các bạn sẽ cùng quay vòi và test, gọi là test nước, là xem cái mức độ tưới nó hòa tan không nhé. Hy vọng là mai nó mưa các bạn ạ. Mai nó mưa để phân mình nó tan nhé. Tan và cây nó sẽ đẹp hơn. Đồng thời mưa thời điểm này thì rất là thích hợp cho tất cả các nhà vườn luôn. Vì là sau một cái thời gian gọi là tương đối là dài, nồm ẩm thì ở mình có mưa thôi, còn một số khu vực vùng cao cao hơn tí là không có mưa đâu, đồi là vẫn khô lắm. Đấy nên là không mưa là quả nó không lớn được mà nó ọp quả đấy. Đó. Thôi, có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ dừng máy để bón tiếp nhé. Lát thì sẽ quay và gửi đến các bạn cái video tiếp theo. Và cái nội dung tiếp theo đó là chuẩn bị bón xong sẽ là test và quay nước nhé. Vãi tơi tơi ra. Mặt trời thì nó lặn xuống núi rồi các bạn ạ. Không khí thì rất là trong lành. Còn thì mình thì vẫn đang thi công tiếp đây. Đó là tiếp tục hoàn thiện nốt nhé. Sau đó là sẽ cắm vòi luôn để cho nó quay luôn cả đêm luôn. Đó. Chị công nhân này vẫn đang vãi rào rào, vẫn đang tiếp tục hoàn thiện. Mát lắm các bạn ạ. Ở quê nó sướng thế đấy. Sướng thế, không khí trong lành, mát. Đấy. Rồi, có lẽ là giờ chuẩn bị cũng vậy xong nhé. Rắc xong thì sẽ cắm vòi để cho nó tuệ, để tan nước là ok thôi. Đó thì tình các bác, các anh chị bón phân gì, bón phân như thế nào thì các anh chị cũng có thể cùng comment lên nhé. Năm ngoái thì mình tóm lại là các anh chị mà nếu thời điểm này có phân trâu tươi nhá, phân tươi hoặc phân chuồng ấy, các anh chị bón này, kết hợp với cả phân vô cơ hoặc hữu cơ đấy, đều ok hết nhé. Đấy, quan trọng nhất đó là gì, đó là làm cho cây khỏe, bộ rễ khỏe thì quả nó sẽ lớn, quả nó sẽ đẹp. Đấy, kết hợp với cả xử lý các chế phẩm sinh học nữa vào nữa thì là ok nhé, các chế phẩm sinh hoa để cho quả vải đẹp. Đấy, thì còn kinh nghiệm làm thì mỗi người làm một cách, mỗi người chăm sóc một cách, mỗi người làm một kiểu, mỗi người bón một lúc. Nói chung là trăm nhà thì trăm cách làm, nghìn nhà thì nghìn cách làm khác nhau. Đấy, còn thì mình chia sẻ cách làm của tại mình, gia đình mình là như vậy các bạn ạ. Đấy. Rồi, có lẽ là cũng thử cắm vòi, test vòi xem sao để xem là cái mức độ là mưa nhân tạo thế nào các bạn nhá. Các bạn cứ chờ đây. Cậu em nó đang tưới trên kia nên là rất tiếc mình không bơm được hôm nay. Thời điểm này không quay được cái bếp tưới rồi, không tưới được rồi. Có là mai mới tưới các bạn ạ. Có lẽ là buổi tối cũng đã xong công việc rồi. Cũng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Chúc các bạn, các anh chị sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Bà con nông dân làm vải chúng ta được mùa được giá. Còn các bác, anh chị em mọi miền Tổ quốc thì chuẩn bị đón mùa vải nhé. Ăn vải thiêu lục ngạn. Vải chính hiệu luôn. Nói chung là vải tiên vua các bạn ạ. Chất lượng cực kỳ ok các bạn. Hẹn gặp lại các bạn, anh chị ở các video clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.